Thưa quý vị, trong bất kỳ tổ chức nào, vai trò của người lãnh đạo cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc dẫn dắt tổ chức đi đến thành công. Một người lãnh đạo xuất sắc là người biết định hướng, là người truyền động lực cho nhân viên, giúp họ phát huy hết khả năng của mình để cống hiến cho công việc, là người tiên phong dẫn dắt đội ngũ vượt qua khó khăn thử thách, nhằm giúp các nhà quản lý được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể xây dựng lộ trình đúng đắn và phù hợp nhất cho doanh nghiệp trong thời đại 4.0. Trường doanh nhân Top Olympia đóng chân tại thành phố Đà Nẵng đã tổ chức nhiều chương trình đào tạo cho các doanh nhân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Đồng Nai, trường cũng vừa mở thêm một chi nhánh và tổ chức một số chương trình đào tạo giám đốc điều hành chuyên nghiệp, thu hút đông đảo các giám đốc, lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia học tập. Đây là khóa học về đào tạo giám đốc điều hành chuyên nghiệp của trường Top Olympia đang diễn ra tại trường Cao đẳng Thống kê. Đây là chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành để đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Dù là khóa học đầu tiên, song lớp học này đã thu hút hơn 40 doanh nhân đến từ các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký học. Khóa học đào tạo giám đốc điều hành chuyên nghiệp gồm 7 chuyên đề với các nội dung rất quan trọng đối với các doanh nhân như lãnh đạo và quản trị sự thay đổi, chiến lược công ty, chiến lược bộ phận, đánh giá hiệu quả nhân viên, quản trị tài chính, nghệ thuật thương lượng và đàm phán, kỹ năng thuyết trình và tổ chức điều hành cuộc họp, quản trị rủi ro trong doanh nghiệp thời hội nhập. Bây giờ mình đang đảm nhận một cái công việc mới, đó là công việc quản lý. Thì cái công việc này từ trước đến nay mình chưa có làm bao giờ, cho nên mình muốn đi học cái lớp này để có một cái kiến thức nền tảng, một cái kiến thức một cách khoa học để làm nền tảng. Thì từ đó mình mới học thêm kinh nghiệm, chứ mình không thể mà làm lãnh đạo với dựa trên cái kinh nghiệm hay sự quen biết được. Mở đầu chương trình đào tạo là chuyên đề lãnh đạo và quản trị sự thay đổi do thạc sĩ kinh tế Nguyễn Mạnh Hiền thuyết giảng. Theo thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hiền, không có gì bất biến ngoại trừ sự thay đổi. Trong thời đại 4.0 ngày nay, thay đổi là một mối đe dọa nếu bạn thụ động, nhưng sẽ là một cơ hội nếu bạn chủ động. Một chân lý hiển nhiên trong kinh doanh hiện đại, không phải mạnh nhất hay thông minh nhất, mà chính khả năng thích nghi được với sự thay đổi mới tồn tại và phát triển được. Điều quan trọng nhất là làm thế nào để giúp các bạn có thể hiểu được các khái niệm về Hàn Lâm, sau đó có thể ứng dụng ngay vào thực tế để thích ứng nhanh nhất với sự thay đổi không ngừng về các yếu tố vĩ mô và vi mô. Thứ nhất là phải có được cái nhạy cảm để nhận diện ra các rủi ro và cơ hội ở hiện tại, và có khả năng dẫn dắt doanh nghiệp tiến tới tương lai bằng việc điều phối tốt các nguồn lực cũng như triển khai một cách có hệ thống các chiến thuật. Cũng theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Mạnh Hiền, lãnh đạo không phải là tố chất trời sinh mà do rèn luyện mà thành. Thế nhưng, nhiều người lại xem nhẹ điều đó và cứ giữ quan điểm chủ quan khi cho rằng họ sinh ra là để làm người đứng đầu. Do đó, những khóa học như thế này sẽ trang bị cho các doanh nhân những kiến thức, kỹ năng cốt lõi để trở thành nhà lãnh đạo chuyên nghiệp. Một là có cái tư duy chiến lược, tức là nghĩ về cái đường hướng mà doanh nghiệp cần phải đi, mô tả được cái tương lai mà chính các bạn phải định hình. Thứ hai là cái dịch vụ, tức là làm thế nào để gia tăng được sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh, cũng như là gia tăng cái lợi thế để vượt xa các đối thủ trên thương trường. Thứ ba là khả năng vượt qua nghịch cảnh. Và cuối cùng là cái hệ thống, làm thế nào để điều phối được hoạt động trơn tru nội bộ cũng như thực hành tốt các công việc đối ngoại. Thông qua những cái khóa học này thì chúng tôi là muốn cái gì? Về cái nhu cầu học tập, nâng cao trình độ, nâng cao cái kỹ năng quản lý điều hành doanh nghiệp thì trong mỗi người, là chúng ta đặc biệt là doanh nhân là luôn luôn là có. Thì cái nhiệm vụ của chúng tôi thông qua những cái khóa học này, thông qua cái đội ngũ giảng viên chuyên gia đã được chắt lọc rất là kỹ. Ngoài cái kiến thức Hàn Lâm á, thì bên cạnh đó là các thầy, là các chuyên gia đang điều hành, đang cố vấn, đang tư vấn cho các tập đoàn, các công ty ở trong và ngoài nước. Thì thông qua những câu chuyện thành công, thông qua những câu chuyện thất bại á, thì anh em doanh nhân á, sẽ học được là những cái bài học là bổ ích trong cái quá trình điều hành doanh nghiệp là của mình, trong quá trình là quản lý của mình. Ít nhất là gì?
là ta biết được cái câu chuyện sai rồi, đúng không? Thì chúng ta tránh đường nó đi. Đó, và câu chuyện nào chúng ta chưa làm được á, chúng ta có cái kế hoạch, có cái tương lai để mà thực hiện. Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, Top Olympia đã có độ lan tỏa hầu hết các tỉnh thành với nhiều hình thức đào tạo khác nhau. Tháng 8 năm 2019, Top Olympia chính thức nam tiến bằng cách đặt văn phòng đại diện đầu tiên tại thành phố Biên Hòa. Hai khóa học đầu tiên là bán hàng thực chiến 4.0 và giám đốc điều hành CEO K01, thu hút được nhiều học viên là các chủ doanh nghiệp tại Đồng Nai và các tỉnh lân cận như Bình Dương, Vũng Tàu đăng ký tham gia. Trong môi trường đầy tính cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, thì các CEO càng cần phải được trang bị, cập nhật những kiến thức, kỹ năng, phương pháp để chèo lái con thuyền doanh nghiệp đi đến thành công. Quý vị